Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum anh chị em nhé. Hôm nay em lên cho anh chị em một con Paloma nữa này. Đấy, đây là một con Paloma nữa, con này con ICZN30BL. Đấy, con này hàng đầy nút vặn nhé. Đấy, con này là sản xuất từ tháng 4 năm 2016 nhé. Đời cao anh chị em nhé, Paloma đời cao. Đấy, tháng 4 năm 2016. Đấy, cho anh chị em xem này. Mặt mũi này rất là ok, cái này thì nó dính cái kia chỉ lâu này. Và mặt mũi này sáng sủa rất là ok đây. Mặt màu đen anh chị em nhé. Mặt màu đen nhá. Đó. Không này. Thành vách nó rất là ok. Đó, bếp cũ thì không có thể nào tránh chảy xước nhá. Chảy xước thôi, chảy xước nhẹ thôi chứ cũng không có gì cả, đơn giản. Cái này thì xử lý quá ok. Ai cho chị em xem này. Mặt mũi này, mặt này. Mặt con này láng o nhá, không có một vết nào ở đây nhá. Đấy, không có một vết nào mà gọi là mốp ở đây này. Đấy, thì đây nó có một tí xíu, con này có nó một tí ở đây thôi. Còn mặt mũi thì con này quá là ok. Đấy, họng hết thì họng gà. Anh em thấy chưa? Cái họng gà đẹp chưa? Gà quá là ok, không sơn nhá. Họng này em không sơn đâu nhá. Họng nhiều nơi sơn chống chịu nhiệt vào đây nhưng mà bên em không có sơn. Đây. Đấy, họng nó rất đẹp luôn, con này thì cực kỳ đẹp luôn. Cho anh chị em xem cái lò này. Đấy, lò này em chỉ có đánh đi thôi nhá. Đấy, nó sạch như thế này nhá. Lò này rất là ok rồi. Đấy, bên trên này anh chị em thấy là cái lớp này nó đen thui này. Là lò này dùng cực kỳ ít luôn. Đó. Đây. Cái thanh lò này. Đây, không phải nói. Quá sạch luôn, quá ok luôn. Thì con bếp này sản xuất đời 2016 anh chị nhá. Đây. Tháng 4 2016 thì bếp này thì em đang bán với giá là 2,8 triệu anh chị em nhé. 2,8 triệu con này, nút vặn. Nếu mà dòng nút nhấn thì là hơn 3 triệu. Đây, lửa ở đây thì anh chị em xem này. Đó, lửa này thấy các bác thấy em chỉnh đã được chưa? Đấy. Chỉnh lửa này thì quá ok rồi. Đó, lửa này thì xanh này, xanh led rồi. Thì trên con bếp này thì tất cả những dòng này thì không phải giới thiệu nhiều rồi. Đặt cái miếng vào đây cho nó tắt thì con nào chả tắt, thổi đi tắt, con nào chả quá ga. Mọi chức năng đó test thì ok hết rồi, test vào đây thêm nữa thì mất thời gian. Làm bùa làm phép thì nó mệt. Đấy, bên trong đẹp chưa? Con này rất là đẹp, giá là 2,8 triệu anh chị nhá. Đây. Lò này, em sẽ bật lò cho anh chị em xem. Đấy, lò cháy đây. Đấy, bên trong lò đây. Đấy, cháy ok chưa? Con này lò thì rất là đẹp nhá, lò rất là đẹp, không có sơn vào đây nhá, em không có sơn nhá. Rồi, ok. Rồi, con bếp này có giá là 2,8 triệu, đã bao gồm phí vận chuyển. Anh chị em nào có nhu cầu alo em nhé, bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Bếp ga thì chả có gì để hư hỏng đâu, nó bảo hành cho vui thôi. Giờ bao ship và tặng cho anh chị em một đôi pin mới nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Nếu anh xin một like và ký kênh ủng hộ nhé. Chào anh chị em ạ.